Chào mừng các bạn đến với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn một cái module driver. Tên của nó chính xác là Motor Control CUDA298 Arduino. Con này là nó thiết kế có thể cắm chồng lên một cái con Uno, cái Uno R3 này. Đấy, đây là cái siêu này. Trên nó cấu tạo là thiết kế có một con 298. Đầu ra thì có các header này. Đây các bạn có thể cắm luôn trực tiếp trên dòng. Đấy, một số chức năng của nó là còi. Đây là nguồn. Cái này thì mình phải cấp nguồn ngoài. Trên mạch thì nó thiết kế thêm một con 7805 để nó hạ áp nuôi cho cái con 298 này. Con 298 này khi sử dụng nguồn trên 5V thì mình phải sử dụng hai nguồn. Nguồn là 5V và nguồn cho động cơ. Tiếp đến là cần cái động cơ. Động cơ này của mình đang là động cơ bước 1.8 độ. Động cơ này thì ứng dụng trong các máy in 3D hoặc máy CI rất là nhiều. Đây là dây cắm vào động cơ bước. Ok. Sau đây mình hướng dẫn các bạn cách đấu dây nhé. Chiều khuyết này. Con này nó có 4 dây. Ở đây thực ra nó có 2 dây VCC này, nhưng mà mình điều khiển bằng cuộn dây. Mình bỏ dây VCC đi. Bộ đó màu đen là một cuộn dây nhé, còn một kênh. Tiếp đến là mình kết nối cái siêu này với con R3 nhé. Đây các bạn nhìn. Đấy, rất là khớp. Tiếp luôn. Tiếp đến là mình cấp nguồn. Thì ở đây có chân GND này và VMS này. Thì bạn có thể cấp từ 5 đến 12V vào cái chân này nhé. VMS là dương, chân bên cạnh là GND là chân âm. Ở đây mình sẽ cấp nguồn nó khoảng tầm 6V. Đây mình đã đắp cốt rồi. Tiếp đến là mình sử dụng dây USB AB cắm vào R3 và đưa vào máy tính. Đây là cái chương trình điều khiển động cơ. Thì cái này nạp vào R3 nó sẽ chạy. Ở đây nó có hai kênh AB này. Thì nó đang là chân 12 và chân 10 là kênh A này. Chân 13 và chân 11 là kênh B này. Đây là cái thời gian bước của nó thì mình đang để là 2. Bây giờ mình nạp thử nó chạy nhé. Đây, chương trình đang làm này. Ok, cơ đang quay nhé. Chạy nạp mình đang để là 8V. Ở đây mình đang để là bước 100 này. Đây. Thì các bạn quay. Đấy. Còn khi nãy là mình để full bước thì nó quay tít luôn. Đấy. Vừa qua mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái Moto Control CUDA298 Arduino với cái Uno R3 cộng với một cái động cơ bước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.